Minh Đường Tử Vi hoan hỷ chào đón quý anh chị tuổi nhâm tý, sinh năm 1972. Bước sang tháng 12 năm 2022 âm lịch, tin vui là vận trình của người tuổi nhâm tý 1972, có nhiều khởi sắc rất rõ rệt ở hầu hết các phương diện trong tháng cuối cùng của năm, con giáp này có điểm báo có quý nhân đồng hành dìu rất vượt khó, nên khởi sự trong tháng dễ thành, các kế hoạch diễn ra suôn sẻ, cộng thêm sự tự tin cho bản mệnh tháng có được cả lục hợp và nguyệt lệnh lâm trường sinh soi chiếu, viễn cảnh tương lai đang rất tươi sáng, miễn là bạn có cố gắng và dám làm dám chịu, thật sự nghiêm túc với lựa chọn của bản thân, sự thuận lợi chắc chắn sẽ đến, khi con giáp này biết đương đầu, biết chấp nhận với mọi trở ngại. Vận trình trong tháng cuối năm khá vượng, công việc suôn sẻ, hứa hẹn thu nhập cũng tăng tiến, đặc biệt người làm kinh doanh, có thể chủ động đẩy mạnh kinh doanh buôn bán, và đầu tư, ngay trong tháng cận Tết này sẽ có cơ hội thu hoạch được khoản lợi nhuận không nhỏ, khi thị trường đang nóng về tình cảm nhân duyên của tuổi này cũng rất tốt đẹp nhờ có đào hoa chiếu mệnh người độc thân đi đâu cũng được chú ý sớm muộn gì cũng tìm thấy nửa kia phù hợp không phải lo lắng thái quá về tuổi tác đời sống hôn nhân êm đẹp gia đình có nhiều tin vui tuy nhiên do quá bận rộn mải mê với công việc và làm giàu khi tết đang đến gần con giáp này có thể bị lao lực sức khỏe xa suốt do đó bạn nên chú ý chăm sóc cơ thể hơn để không ngã bệnh vào thời điểm này tuổi nhâm tý thuộc mạng mộc tuổi nhỏ cuộc đời hay lắm gian chân từ lúc nhỏ không bao giờ được thành thơi thường lao tâm khổ trí tuổi càng cao càng nhiều lo nghĩ vậy số nhâm tý chỉ được hưởng sự an nhàn vào khoảng độ từ 49 tuổi trở đi mà thôi cuộc sống nhiều lao nhọc sôi động bất thường ít khi có cơ hội phát triển về nghề nghiệp cuộc sống chỉ ở mức độ trung bình tuổi nhâm tý suốt đời lo nghĩ lao tâm khổ trí tuy được an nhàn về bản thể nhưng tâm não lại không ngừng lo nghĩ Cuộc đời với công danh trầm lặng, dường như là bước đường công danh không có nhiều may mắn lắm, không tạo được một sự vững chắc về vấn đề này. Phần gia đạo lúc nhỏ có nhiều thay đổi, hay khác biệt về lối sống, nhưng qua 36 tuổi trở đi thì êm ấm và yên vui, những việc nhỏ nhặt xảy ra không đáng kể, việc to tát về xích mích gia đạo dường như không bao giờ xảy ra và những năm ở giữa cuộc đời, qua 47 tuổi thì có vài thành công nhỏ, để tạo cuộc sống cho đến ngày này, tiền tài đủ ăn đủ tiêu, không thiếu kém quá đỗi, có thể tạo được rất nhiều, nhưng thường hao hụt, trung vận đủ ăn, đủ mặc thân nhàn, tâm khổ, anh em vất vả họ hàng lạnh nhạt, đều là tự mình làm lấy, nữ thường giỏi giang, đây là dạng chuột luôn tiến bộ, hướng tới thành công và rất thân tình, họ sẽ cố gắng khám phá mọi thứ, và tìm ra giá trị sử dụng của hầu hết những thứ gặp được người nhâm tý hiểu biết toàn diện về hoạt động của các hệ thống và làm cho nó hoạt động theo ý mình họ nhìn xa trông rộng và luôn muốn tìm hiểu nguyên nhân tại sao và từ đâu dù họ khá tự cao tự đại nhưng vẫn biết chiều lòng và chu đáo với người khác bởi họ muốn tìm kiếm sự ủng hộ và ngưỡng mộ nhâm tý có những nguyên tắc riêng và biết mình muốn gì họ nghiêm khắc với những thứ ưu tiên trong cuộc sống nhưng vẫn có thể linh hoạt để đạt được mục tiêu về mặt sự nghiệp về đường con cái, con cháu nên danh mau lẹ, nhờ có phúc đức, số người tuổi này sống hưởng thọ trung bình từ 57 đến 60 tuổi, nếu làm nhiều việc thiện, tích phúc đức thì hưởng thêm niên kỳ. Xem tử vi tháng 12 năm 2022 âm lịch tuổi nhâm tý 1972, bản mệnh có nhiều dấu hiệu chuyển biến tích cực. Về phương diện công việc, sự nghiệp, hàng loạt các tinh xuất hiện trong tháng hỗ trợ bạn, có thể tạo ra những bước đột phá mạnh mẽ trong tháng cuối cùng của năm nhâm dần này, nhờ lục hợp và nguyệt lệnh lâm trường sinh chiếu, vận khí hanh thông, mưu sự có cảm giác rất suôn sẻ, cố gắng bỏ ra đều được đền đáp xứng đáng, con giáp này còn có quý nhân đồng hành, dìu dắt bạn vượt khó, vận khí khởi sắc nên bạn hãy mạnh dạn tiến hành những việc quan trọng, bằng cách tận dụng cơ hội, hứa hẹn thành công lớn, các kế hoạch diễn ra suôn sẻ, sẽ tạo thêm tự tin cho bản mệnh trong tháng có sao Thái Dương xuất hiện, càng củng cố rằng viễn cảnh tương lai của bạn đang rất tươi sáng, miễn là bạn có cố gắng và dám làm dám chịu, thực sự nghiêm túc với lựa chọn của bản thân, sự thuận lợi chắc chắn sẽ đến khi con giáp này biết đương đầu biết chấp nhận với mọi trở ngại, dù khối lượng công việc trong tháng giáp Tết sẽ không nhỏ, nhưng chỉ cần bạn tập trung và làm mọi thứ tới nơi tới chốn thì chẳng có gì phải lo ngại, khi đã nắm được vấn đề cốt lõi, cũng như vận dụng kinh nghiệm chuyên môn của bản thân cứ yên tâm là bên bạn luôn có người giúp đỡ nên dù có gặp trở ngại cũng dễ dàng vượt qua tất nhiên sự trợ giúp đó sẽ không phải là làm thay hoàn toàn phần việc của bạn nhưng sự chung tay góp sức thậm chí là sự hỗ trợ về mặt tinh thần cũng rất hữu ích với bạn ở thời điểm này nhân cơ hội này bạn cũng có thể triển khai những dự định mới đã ấp ủ từ lâu để lên kế hoạch cho con đường thăng tiến tiếp theo của mình tạo dựng nền tảng vững chắc cho năm tới chớ vì cái lợi trước mắt mà quên đi lợi ích lâu dài của bản mệnh bạn nên chủ động nắm bắt thời cơ xử lý mọi việc quyết đoán dứt khoát trước khi vận khí đi xuống về mặt tài vận tử vi tháng 12 năm 2022, cho thấy thu nhập trong tháng này của người tuổi nhâm tý 1972 khá dồi dào, và đến từ nhiều nguồn, mặc dù công việc vào tháng giáp Tết sẽ trở nên bận rộn hơn rất nhiều, và kèm theo đó là không ít khó khăn vất vả, nhưng bù lại tài lộc vượng rõ, công việc suôn sẻ, hứa hẹn thu nhập cũng tăng tiến, bản mệnh có thể sẽ nhận được một khoản lương và thưởng cộng dồn, xứng đáng với những đóng góp của mình trong suốt một năm vừa qua, nhìn chung thù lao là khá lý tưởng đặc biệt người làm kinh doanh sẽ có một tháng tất bật với các đơn hàng lợi nhuận tăng hơn nhiều lần so với tháng trước đó khi có thực thần chiếu mệnh bạn có thể chủ động đẩy mạnh việc kinh doanh buôn bán và đầu tư ngay trong tháng gần tết này sẽ có cơ hội thu hoạch được khoản lợi không nhỏ khi thị trường đang nóng mọi thứ dường như đang đi đúng đường Vậy nên, tuổi nhâm tý 1972, càng phải hành động thật chỉn chu và cẩn thận, tránh để xảy ra rủi ro, gây thất thoát tài chính trong tháng chạp, nhất là việc lựa chọn đối tác làm ăn không được phép chủ quan, và qua loa, bạn hãy sáng suốt và tỉnh táo hơn trong việc nhìn nhận và đánh giá con người, để không tự rước rắc rối vào thân. Bên cạnh đó do đây là tháng cận Tết nên bạn cũng có xu hướng sắm sửa nhiều hơn, khi nhu cầu chi tiêu tăng lên, bạn càng phải có kế hoạch quản lý tài chính, cụ thể hạn chế mua sắm quá đà và không thiết thực, việc cho vay mượn tiền bạc trong tháng cuối năm cũng không phải là quyết định khôn ngoan. Về mặt tình cảm của người tuổi nhâm tý 1972 trong tháng 12 âm lịch năm 2022. Ở phương diện tình cảm có sao thiên diêu giúp đường tình duyên của người tuổi nhâm tý có được sự khởi sắc mạnh mẽ người độc thân nhận được nhiều sự chú ý hơn sớm muộn gì cũng tìm thấy nửa kia phù hợp không phải lo lắng thái quá về tuổi tác chỉ cần bạn chủ động nắm bắt cơ hội tốt đến với mình để thúc đẩy nhân duyên thì không khó để gặp được người tâm đầu ý hợp nếu đã có người trong lòng đây cũng là thời điểm thuận lợi để bạn bày tỏ tình cảm chân thành với đối phương mạnh mẽ lên bạn sẽ sớm có được điều hằng mong ước có người may mắn còn nhận được sự chấp thuận của đối phương và thế là có người để dẫn về ra mắt người lớn ngay trong dịp tết này đời sống hôn nhân êm đẹp tình cảm cặp vợ chồng hòa thuận những mâu thuẫn trước đó đã được hóa giải cả hai đều tất bật với kế hoạch chuẩn bị cho tết và cũng không quên quan tâm và chăm sóc nửa kia chu đáo không khí gia đình rất ấm áp và vui vẻ xem phi tinh thắng sao nhất bạch chủ về nhân duyên xuất hiện ở hướng tây nam đây là phương vị vượng đào hoa trong tháng bạn nên thường xuyên đặt hoa tươi tại đây để tăng cường các khí thúc đẩy nhân duyên tốt lành từ đó người độc thân sớm tìm được ý trung nhân tình cảm các cặp đôi ngày càng khăng khít về mặt sức khỏe của người tuổi nhâm tý trong tháng 12 âm lịch 2022 này cũng không đáng lo ngại. Song bạn cũng có dấu hiệu lao lực do tháng này quá bận rộn với công việc và mải mê kiếm tiền. Năm hết Tết đến, bạn càng cần chú ý chăm sóc cơ thể hơn để không ngã bệnh vào thời điểm này. Tuổi nhâm tý 1972 cũng nên chú ý giữ ấm cơ thể để phòng bệnh cảm cúm, phong hàn gây ảnh hưởng tới công việc, sinh hoạt thường ngày. Ngoài ra cần chú ý trong khi đi lại để tránh gặp phải sự cố đụng chạm xe cộ gây thương tích sẽ rất bất lợi. Vừa rồi là tử vi tháng 12 âm lịch năm nhâm dần 2022 của tuổi nhâm tý 1972. Hy vọng quý độc giả sẽ có được cho mình những thông tin hữu ích về tử vi tháng 12 năm 2022 này. Quý vị đừng quên bấm like đăng ký kênh và nhấn chuông để nhận được nhiều thông tin hữu ích từ chúng tôi nhé. Chúc quý vị có một tháng mới hạnh phúc, khỏe mạnh, bình an, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.